Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đạo hữu, trong cái cuộc sống nơi xã hội này, hay là trong cuộc sống ở nơi gia đình, hay là trong cuộc sống mình giao tiếp với bạn bè, trong mọi phạm trù lĩnh vực, ai trong chúng ta cũng muốn mình là người dễ thương. Từ cái ý niệm đó, chúng tôi xin phép được trình bày về đề tài hôm nay ấy là hãy làm người dễ thương. Quý Phật tử cũng muốn mình là người dễ thương, và ai trong chúng ta cũng muốn mình là người dễ thương. Chứ mình không có muốn là làm người mà bị người khác ghét. Chúng tôi xin phép được trình bày: không xấu ác nào bằng sân hận, không khổ hạnh nào sánh bằng nhẫn nhục. Vì thế nên tắm mình trong tinh thần nhẫn nhục, bằng mọi cách với lòng nhiệt thành khẩn thiết. Sân hận sẽ không dễ thương và bị nhiều người ghét. Sân hận mặt mình bị xấu mà không có được đẹp. Nhẫn nhục là dằn với lòng mình lại để được cả hai đều vui. Từ cái ý niệm đó mà thưa quý đạo hữu, làm người dễ thương thì có nghĩa là con người đó không có giận dỗi, con người đó không có nóng nảy, con người đó lời nói khả ái, nét mặt hiền từ. Mà ai trong chúng ta là người Phật tử cũng muốn thấy cái khuôn mặt mình dễ thương, cũng muốn nghe cái lời nói của mình khả ái. Mà khi mà chúng ta nói khả ái, chúng ta hiền từ, chúng ta dễ thương, thì quả thật rằng đó là những đức tính tốt mà chúng ta được biểu lộ qua cái tự thân của chúng ta. Chúng ta biểu lộ qua cái sự sinh hoạt hàng ngày. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta phải dễ thương trong sự không nóng nảy, chúng ta dễ thương trong sự khéo nhẫn nhục chịu đựng. Mà nếu chúng ta có được như thế đó thì quả thật rằng đó là những cái phẩm tính, những cái hương hoa mà chúng ta đang được đeo vào trong người của chúng ta được trang hoàng trên người của chúng ta. Do vậy mà cầu mong rằng trong đời sống hàng ngày này, quý Phật tử hãy tự mình làm người dễ thương ngang qua tinh thần giáo pháp, dễ thương ngang qua tinh thần từ bi, dễ thương ngang qua tinh thần trí tuệ, dễ thương ngang qua tinh thần biết thương người, thương vật, và dễ thương ngang qua hai phạm trù là trong tư cách của một người nam nữ cư sĩ Phật tử và trong tư cách của con người sống ở nơi thế thường. Lĩnh vực nào mình cũng là con người dễ thương hết. Đi làm đến sở cũng dễ thương, giao tiếp với bạn bè cũng dễ thương, và chúng ta đi chùa học Phật Pháp, tụng kinh tu tập trong những đạo tràng cũng dễ thương. Thì quả thật rằng đó là tinh thần tu tập của chúng ta được biểu hiện qua đời sống hàng ngày của chúng ta là người dễ thương. Kính mong qua đề tài hãy làm người dễ thương đem lại một đôi phần nào dễ thương, đem lại một đôi phần nào dễ chịu cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử trong ý thức xây dựng đời sống của chính mình ngay trong hiện đời này, mà nguyện không bao giờ làm người dễ ghét. Đó là những điều mà chúng tôi xin phép được trình bày đến với quý Phật tử, để tất cả những người nam nữ cư sĩ Phật tử chúng ta, hay tất cả những người đệ tử của Đấng Thế Tôn đều là những con người dễ thương. Kính cảm ơn toàn thể quý Phật tử và kính chúc quý đạo hữu một ngày yên vui và an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.